choáng quá anh đâu. Ôi giời Hạnh ơi, gối choáng mà không làm được à? Choáng mới choáng xong nó mất chiêu rồi mà, nó chưa có chiêu kịp ấy. Không có phải là có mồn đâu. Kiểu nào kiểu nào? Nên đi xa gì vậy? Tại nhau đi. Hát đi. Eron lên mà, Eron xanh ấy. Nhà mẹ Eron chạy này. Ôi trời, tiền thì lẻ chán cực kỳ luôn. Hạnh ơi, sao lại lên chợ băng chứ? Lên cái chợ pha lê kia đánh ngay khúc máu phép kìa. Quên chợ re re đây. Chợ băng lên thứ ba này, thứ ba thứ tư này. Không cần phải làm chậm vậy đâu. Làm chậm mà không có gì. Không, không lên vương miện, không cần phải nhiều phép, chỉ cần có những đồ khắc chế là được. Đấy, cái trượng rea rea kìa, nó có 10% giá chiêu 140 con phép. Khi dùng skin cái chí bạn, ô con mèo tôi lồi thật, con mèo tôi lồi thật. Khi bạn nhớ skin phép là nó hồi máu này không, nó hồi nhiều máu ấy.